bạn đang muốn phiền vì đời khôn khó, bạn đang âu sầu buồn đến đau đầu, bạn hãy sẵn sàng và cười tươi nhé, vì bảo bảo sẽ luôn bên bạn. Đêm rơi không bao giờ biết sẽ trôi hết, cứ vui và cứ cười vì bảo bảo đến đây rồi. Cho tao về nhà nghỉ xong mày cho tao đến chỗ thằng Hải
Thôi đi nhá. Được. Để tao làm tóc sinh nhật cho ba con vợ của tao này. Được. Cứ ăn uống no say đi, sao tao đưa mày về gặp anh Hải cô Vi. Ok anh Hải. Vấn đề toàn bia được. Để tao uống. Cho tao một tuần bia mới nhá. Xăm lông mày, xăm môi, hoặc là các chị có thể chăm sóc da, bắn tàn nhang, bắn nám. Này ta bảo, tất cả các dịch vụ ấy, khi làm xong, nó có xinh đẹp được như cái mặt này của mày. Cắt luôn cái mặt của mày, bê sang cho ba đứa chúng nó được không? Lắp đầu em sang thì chắc là không được ạ, nhưng mà chúng em có thể biến các chị này trở lên xinh đẹp hơn rất là nhiều. À, cắt không được à? Nếu vậy thì thôi, làm thế nào nó cũng xinh đẹp trắng hồng như mày, là được. Ta bảo tao có rất nhiều tiền nhá, tiền được trên tảng tao mang xuống đấy. Mày ấy sẽ nhận được tiền của tao nếu như mày làm các con vợ của tao chi nhận nhá. Dạ vâng, vậy thì em xin mời các anh chị ạ. Triển khai luôn. Tao đứng dưới đèn mát tao chờ nhá. Trên đường mấy ngày hôm nay tao thèm giã gạo lắm. Này, mày có phòng nghỉ không? Rất nhiều luôn. Có phòng nghỉ luôn. Cả đồ ăn. Cả đồ ăn ngon luôn. Vào trong cái ruby nè. Ruby. Có tin được các con người kinh không? Người kinh á? Người kinh của tao tốt lắm đấy. Nhìn mặt con này, mấy người con này, nó như con voi còi. Có khi nó tốt bụng thật đấy. Thế nào nhá? Ra ngoài, ra ngoài, bám chặt vào tao. Sao? Này, tao nhá, tao thấy bên trong khác bên ngoài. Khác là khác cái gì? Khác
cái này này. Ôi dồi ôi, kinh bọn tao cái nào cũng lắp cái này. Cái này là cái gì? Thì nó chỉ là cái mặt gạch thôi mà. Mặt gạch á? Đúng rồi. Này, đừng, nhưng mà tại sao bên trong tao thấy nó lạnh mà, còn bên ngoài nóng? Nóng, trong có điều hòa. Điều hòa? Có gió lạnh mắt lắm. Cái điều hòa? Có cái điều hòa? Vào thử đi, sau lại lần nữa nhé. Mặc mày vào thử đi. Vào. Mày tên gì? À, tên Lan. Lan ơi, cho mình hỏi cái chỗ mà quạt. Nhưng mà là cái gì tao không hiểu. À, tao mua đi. Mày đi thẳng đấy nhá. Thò đấy luôn. Cho tao mượn cái gùi mày cái. Tao lấy cái gùi này, tao lấy một vài thứ. Nhanh nhá. Ừ. Quá hàng rồi nhá. Oh no. Em, hai em nhá, vào phòng kia đợi chị. Trong này có nhiều đồ ăn ngon cực kỳ luôn. Có nhiều đồ ăn mày ơi. Nhiều đồ uống nữa, lại còn phòng còn mát nữa. Đi, vào đấy nhá, đợi chị. Đi. Ơ, cho tôi ăn rồi. Này, em ở đây đi với chị nhá. Đi đâu? Đi ăn đồ ăn nhá. Tiền cho anh nhỉ, đi chơi. Anh có tiền bo thì mới có gái đẹp được. Suốt ngày gọi là cu. Nhà là có mà. Bạn tiền đây. Anh em mình chia nhau mỗi người 1 triệu. Rồi. Chỗ này đủ đây. Ít thế, cho thêm tờ. Rồi, đấy đủ rồi. Nè, cái cầm tiền nhớ nhá. Mày cũng cầm tiền nhớ tao nhá. Nhớ là chưa không? Anh có nhớ gì đâu. Theo yêu cầu của chú thì những hàng mỡ và hàng đẹp, hàng ngon anh gọi cho chú mà. Làm sai thì ai nhớ bao giờ. Em nói cho anh biết nhá. Em tin tưởng anh. Em vào phòng ngửa ra đợi. Anh đưa vào cho em một con vừa hôi vừa xấu vừa lùn vừa béo. Anh thấy đứa nào có thích hôi không? Nó còn xấu gấp nghìn lần con vợ em. Hôm nay nhá, em đã gọi má mì đầu mối luôn. Đây là hàng tuyệt đối an toàn. Chuẩn. Hả? À? Chuẩn thì mới bo. Ngon mới bo, nhớ chưa? Đừng biết làm gì, tập thể dục đi. Bà Chiến. Ui. Em bà Chiến. Má mỉ ba bự của em đây rồi. Ai là ba bự ở đây? Đâu? Thế thằng chuẩn em có chưa? Có, lúc nào chẳng có. Cho vào đi em. Tiền gì? Hôm nay nhá, không phải nghĩ. Chủ thầu nó trả công. Gom tiền. Này, hôm nay chỉ có hàng ngon đấy. Hàng chuẩn. Chuẩn luôn. Loại mấy? Loại 1. Loại 1 là con xẻ đấy. Đúng. Ý, đùa em ơi. Tầm này đấy đâu xẻ. Nhìn mà sẽ giống đùa à? Không giống đâu. Chị mới bắt được 3 con trên bàn. Gái bản luôn. Bản đấy nhé, bản xin con xe. Mày có chơi không? Chơi chứ, chơi luôn, chơi luôn. Đứa tay luôn. Chứa là đúng nhé. Đứa có tay ạ. Tất tay. Này, thế này chỉ là một người rồi đấy. Ý, một người. Không được. Thôi. Tiền ít cũng ít. Thì có không? Thôi được rồi. Yeah. Cho em một em gái bản. Còn xe. Oh no. Đây. Rồi. Dạo dần lắm. Tập thể dục đi. Dạ. Trời ơi. Mì xinh quá. Đúng là hoa ban rừng. Yeah.
tiền luôn. Tao không cần tiền. Tao cho mày tiền. Anh người kia, anh người kia.
Trong người kinh chúng nó chỉ thích đánh nhau thôi nhỉ. Chắc mày bạo lực thế. Mày biết tao là ai không? Mày là ai? Thế mày là ai? Tao là người đi đường. Mày chỉ là người đi đường thôi à? Ủa thế cái thằng đầu trọc này nhá, chứ tao hỏi mày, mày có biết tao là ai không? Mày là ai? Tao á, là Giàng Á Bảo ấy, tao là thượng đế. Tao là cái thằng mà đến đây tao mua hàng ở trong công ty sơn này này. Tao là khách hàng mà. À, mày mua sơn à? Sao cổng kia mày không đi mà mày trèo lên làm gì? Cổng đâu? Đây này. Cổng kia? Thấy công rồi, thấy công rồi. Thế tao, bây giờ tao mới đi. Bọn tao đứng đây chụp ảnh làm người mẫu mà. Mày hiểu không? Bây giờ xong tao mới đi chứ. Thế tao cảm ơn mày nhá. Đi đi, mày đi đi. Mày đi làm việc của mày đi. Chào. Chào. Chào nhá. Ơ nhưng mà không ở đâu? Ở trong cái lỗ kia kìa, chui quá. Ui, tao bị kẹp con chim. Mày đẩy cái này vào này. Đấy, đẩy vào đi. Đẩy cái này vào mới ra được. Để tao hút nó ra nhá. Hút nó đổ ra thì mới biết nước sơn nó có tốt không. Không được, để tao dùng tay. Này, này. Lạ nhỉ. Chúng mày nuốt cái gì đấy hả? Đứng lên. Mày đưa tộc là chúng mày là ai? Chúng mày đến đây chúng mày định ăn cắp sơn của tao đấy à? Mình không phải là trộm đâu. Thế là cái gì? Vào đây làm gì? Ô, thằng người kinh này, sao mày lại có nhiều vàng thế? Ăn cắp ăn trộm gì trong này? Mày có biết tao là ai không mà mày nói với tao như thế? Anh không biết tao là ai cả. Tao nói cho anh biết đi. Không thì anh sắp bị ăn đòn bởi tao rồi đấy. Mình xin tự giới thiệu với mày nhá. Mình là thượng đế. Thượng đế? Ừ. Thượng đế ở trên trời ấy nhá. Ấn đầu à? À? Mày không lưu tiền nữa. Cái thằng người kinh này nhìn thế mà nó ngu. Không bằng người tộc của mình. Này, thế tao hỏi thằng người kinh nhá. Mày có biết cái thằng thượng đế ở trên kia không? Cái thằng thượng đế trên kia nó có hai cái cây râu dài này trên cái mũ của nó đấy. Còn tao ấy, tao là thượng đế ở dưới đất. Mày có hiểu không? Cái mặt thì không hiểu đâu. Này, thượng đế ở dưới đất có nghĩa là một cái người có quyền lực, có tiền. Tao là thượng đế nên mua sơn, hiểu không? Hiểu không? Tao hiểu ý anh rồi. Thế mà không nói sớm. Trưởng phòng ơi! Trưởng phòng ơi! Có thượng đế! Thượng đế đâu ạ? À? Thượng đế đâu ạ? À? Chị ơi! Có thượng đế! Thượng đế đâu ạ? À? Xấu như thế này. Này! Mày nhìn tao bên ngoài đổ nát hoang sơ nhá. Thế nhưng mà bên trong nhá, tao nói thật với mày. Cảnh vật nên thơ chứ tình ấy, chứ tình chứ tiền ấy. Thượng đế chị nữa, cái hàng chị đấy. Chị vào tiếp khách đi nhá. Thượng đế tao bảo này, thượng đế tao được biết là cái công ty sơn của mày nó có một loại sơn là sơn Comex rất là tốt. Thế nhưng mà tao đã đến tận nơi tao xem người ta sơn nhà rất đẹp, nhưng mà tao không hiểu chúng mày chế tạo cái sơn Comex như thế nào và cái quy trình hoạt động của nó rồi thì nó làm thế nào mà nó lại sơn được nhà đẹp như thế. Mày giải thích tao nghe. Tô mách đây. Tô mách của em đây. Đúng rồi. Tô mách của em đã chinh phục được rất nhiều khách hàng, chinh phục được rất nhiều các thành phố lớn, các cái công trình hiện đại ở trong nước và quốc tế. À, đây. Với phương châm sắc màu chinh phục không gian. Sắc màu chinh phục không gian. Sắc màu chinh phục không gian. Có nghĩa là bây giờ nhá, mày thử tưởng tượng
tao là người như thế này, đen thui. Thế nhưng mà được sơn tô mách của mày sơn vào, thế là tao tỏa sáng luôn. Thế là xung quanh là mọi cái bị chinh phục. Chinh phục hết luôn. Chỉ có mấy, có nghĩa là bây giờ tao có ngôi nhà đúng không? Mà tao sơn là mấy con vợ này tỏa sáng một phát là bọn nó bị chinh phục luôn. Đấy, bị chinh phục hết chứ. Tao đánh được hơi bị nhiều vợ đấy. Tao bảo có sơn tô mách rồi thì tao không phải lo không có vợ nữa. Mà nhá, tao có thằng bố vợ, bố của ba con này này, nó xây một ngôi biệt thự rất to ở trên bản ấy. Ngôi biệt thự ấy nhá, nó xây giữa một không gian rất là rộng. Thế bây giờ mày cho tao cái sơn tô mách của mày sơn lên ngôi biệt thự đấy một phát tỏa sáng là chinh phục công nhà đúng không? Thế thì tao quyết định đồng ý mua luôn. Bắt tay mày chuyển toàn bộ sơn tô mách nhá, mãi tốt nhất sáng nhất mà nó lại chinh phục được không gian nhất, chuyển về bản cho tao. Ê, riêng việc vận chuyển thì cứ để tớ tí tí sao